Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với Long Việt Bất Động Sản. Nay chúng tôi đang đứng tại thôn 7, xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Và hôm nay tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn một mảnh đất khá là rộng, với diện tích lên tới 11.000 m². Và chính là cái mảnh đất mà chúng tôi đang đổ đất đá đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng tham quan. Mảnh đất này hiện tại trên đất là chúng tôi đang cho đổ đất đá này các bạn này, đang đổ đá. Toàn bộ là đá 1, 2 và những hòn đá hồng nhá các bạn nhé. Và đồng hành với chúng tôi hôm nay có chú Hà đang quay video kia và anh Tuân Sport cùng giới thiệu đến các bạn. Anh em chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một mảnh đất rất là rộng tại thôn 7, xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Thì mảnh đất này rất là phẳng và đẹp. Tôi nhận thấy ngay một cái điều đó và đang được chúng tôi đổ kín bây rồi. Đây có thể gọi nôm na dân xây dựng gọi là đổ bây. Và cái con đường mà để dẫn vào tới cái mảnh đất này, tôi xin giới thiệu với các bạn là cái con đường đi vào đây. Thì các bạn sẽ định vị theo cái cung đường từ Ủy ban Nhân dân xã Phú Long đi về phía Thanh Hóa. Thì chúng ta sẽ gặp cái biển rừng phòng hộ bên đường như thế này. Sau đó là mời quý cô bác anh chị là rẽ trái vào dự kiến khoảng 600 m. Dự kiến 600 m thì đến cái mảnh đất bên tay trái mà các bạn nhìn thấy là có hai cái cổng. Đây, hai cái cổng hai bên như thế này. Hai cái cổng này thì cái cổng này chúng tôi để vào khoảng là 15 m. Dự kiến là 15 m cổng này. Đã được quay tường bao. Và xin mời anh Tuân đi cùng lên đây cho cô bác anh chị xem luôn. Và cái mặt tiền này là gần 100 m. Và cái chiều dài cũng tương tự như thế. Cũng dự kiến là nó khoảng cũng 100 m. Nhưng mà cái đất này của chúng tôi là hình chữ L. Đấy, và cái mảnh đất chiều dài lên tới mãi cái bờ tường bên kia. Anh Hà quay xuống kia cho bà con xem. Tức là trên này thì tại vì là hiện tại nó đang là hai bìa phải không ạ? Nên nó ghép đúng vào rồi, nhau hai bìa. Thì nó... Nó đằng trước này trông rất là vuông vức, nhưng mà đi về phía sau kia thì nó được rộng ra hơn nữa. Và cái phần đất phía sau đấy có thể gọi là phần đất 33. Thì nói luôn là trên cái mảnh đất khoảng 1 hecta này thì trên dưới 10 hecta thì có 300 mét đất là đất thổ cư. Còn lại là đất trồng cây lâu năm, rồi đất 33, đất trồng trọt, đất nuôi trồng. Cái thời hạn sử dụng của cái đất trồng cây lâu năm quy định của nhà nước là đến năm 2063. Thì cái thời hạn sử dụng đấy thì có lẽ cô bác anh chị cũng không phải băn khoăn, bởi vì là theo cái quy định chung rồi. Hết năm 2063 chúng ta sẽ có thể là gia hạn tiếp. Và với cái diện tích mà 11.000 m² này thì Phú Long, Nho Quan là một nơi mà rất nhiều bà con về đây xây dựng những cái trang trại, xây dựng tăng gia sản xuất như là nuôi heo, rồi trồng cây. Ở đây thì chúng tôi vừa mới đi hai bên đường, các bạn nhìn thấy là trồng rất nhiều mía. Nhưng mà với cái diện tích này mà theo tôi thì có lẽ là quý cô bác anh chị sẽ xây dựng những cái khu mà cũng có thể là một là nghỉ dưỡng, hai là nơi sản xuất kinh doanh, có thể là mở một cái doanh nghiệp gì đó. Ở đây thì đất đá chúng tôi đang đổ từng xe một thì đỡ hơi lô nhô một chút thôi, nhưng mà sau khi mà đổ xong thì chúng tôi sẽ cho máy xúc ủi là san phẳng, tạo thành một cái bề mặt bằng phẳng và cái nền chắc chắn là sẽ rất chắc chắn cho quý của bác anh chị để xây dựng. Nói chung là chỉ cần một chút công, vài ca xe san có thể là làm cho nó mặt bằng nó sẽ đẹp hơn một chút nữa. Thì tôi nói lại một chút về cái đường đi vào trong cái mảnh đất này. Như anh Long nói thì là nó thuộc Nho Quan, nhưng mà để cực kỳ dễ hiểu thì chúng ta đi đến xã Phú Long thì đi trên con đường Nho Quan Thanh Hóa đấy. Nhìn bên tay trái là sẽ có một cái biển ghi rừng phòng hộ, là rẽ trái vào đó. Đấy là một cái để cho mọi người dễ nhận biết hơn. Thì, ở đây chúng tôi đang thấy là đây có xe tải vào đây các bạn này. Xe tải đang chở đất đá vào đây. Zoom cho mọi người thấy là cái đường rất là rộng, xe vào đi thoải mái.
Các bạn nhìn thấy xe tải để chở đất đá kia thì cũng là để đang san nền một số khu vực ở trong này. Bà con cũng đang tập trung về đây để sản xuất kinh doanh cũng khá là nhiều. Khu vực này phù hợp với các cái mô hình trang trại, nuôi trồng, trồng những cái cây có thể là như mía hoặc là cam. Trồng cây gì và nuôi con gì? Bưởi. Có lẽ là mời các bạn đi vào sâu vào trong thêm một chút nữa để xem. Đây, mời kênh anh Hào quay phim và anh Tuấn Sport đi lối này cho nó khỏi nhấp nhô này. Chúng ta đi xuống cuối cái mảnh đất này xem thực địa. Bên có một căn nhà của gia chủ bên cạnh là vừa để ở vừa để sinh hoạt. Mặt tiền là 90m và chiều dài cũng rơi vào khoảng 100m. Anh em chúng tôi đi từ ngoài vào trong để review có lẽ là cũng khá mỏi chân đây. Được cái là cái mặt phẳng, cái địa hình tương đối là bằng phẳng nên là đi nó không có khó khăn. Tới đây thôi thì chúng tôi sẽ cho san bằng cái phần bay là đổ vào đây thì được cái sẽ ra cái mặt bằng cực kỳ đẹp luôn. Ở đây cho thấy một cái địa hình bằng phẳng, có thể là đi lại xe cộ đi lại dễ dàng, giao thông cũng thuận tiện, đường đi vào thoải mái luôn. Và trong khu vực này sau này mặt bằng được hoàn thiện thì tôi nghĩ là xe, kể cả xe container quay đầu trong này cũng thoải mái. Không phải là một hai chiếc mà nhiều chiếc container cũng thể là quay đầu được. Đi về phía cuối mảnh đất này chúng tôi thấy là cái diện tích 11.000 m², phải nói là quá rộng. Đây gọi phải gọi là mênh mông. Mênh mông, vâng. Và các bạn về đây xây những cái khu vực mà nhà nghỉ, nghỉ dưỡng, nơi nghỉ dưỡng. Xung quanh đây thì là toàn đồi với núi các bạn này. Mảnh đất này hình chữ L các bạn nhé. Chạy thẳng đây và đất của chúng ta còn thêm cả bên này nữa. Hiện tại là chúng tôi chưa đổ đất. Đi sâu vào trong này thì để thấy rõ hơn về cái cấu tạo của toàn bộ cái khu đất này. Thì từ cái phần tường này trở lên các bạn thấy rất là vuông. Và từ cái phần này về sau kia là nó được kéo dài sang bên phía trái, tức là bên phía hướng đông được dài hơn. Giáp với cái bờ tường này các bạn này. Đến bờ tường này là lại rẽ thêm một tay trái là cái phần nở hậu nữa, hình chữ L, cho đến vòng đến cái hết bờ tường bên kia. Đấy, và các bạn nhìn thấy là đây là có một cái ao. Ao mà chúng tôi đang cho cải tạo đấy. Mới tạm thời cải tạo, gọi là đang cải tạo đi để tạo thành một cái ao lấy nước tự nhiên. Các bạn nhìn thấy là có những cái hòn đá tự nhiên của khu vực này. Cho nên là các bạn mà khi mà sở hữu mảnh đất này thì có thể là tận dụng để cải tạo thêm, để tạo nên cái khung cảnh để giải trí. Thực ra thì đây cũng là một cái ý tưởng mà đang được xây dựng, nhưng mà do một vài điều kiện mà chưa được thuận lợi nên chúng tôi đang tạm dừng. Vâng. Thì có lẽ là sẽ tiếp nối cái đam mê cho ai đó mà muốn sở hữu một cái khu, có thể nói là xây dựng khu nghỉ dưỡng và có một cái khu vui chơi. Làm lên một cái chỗ này là một cái khu gọi là non bộ tự nhiên. Cái phần giáp với bờ tường là bà con đang trồng keo các bạn nhé. Ở đây thì cái ao này nó không hẳn là chỉ có rừng đấy đâu, nó sẽ còn nối dẫn ra về phía cuối này. Tức là tôi nghĩ là đấy là cái chỗ mà để có thể lấy nước tự nhiên, đường dẫn để lấy nước. Cái ao thì chúng tôi cũng đang thiết kế cải tạo đúng là như một hình chữ L, tức là bọc xung quanh đất để phục vụ nhu cầu giải trí. Hiện nay thì đang
Nước thì cũng đang chỉ độ khoảng 3-40 phân thôi. Với cái mảnh đất mà diện tích lên tới 11.000 mét vuông như thế này thì thực tế trên bìa thì chúng tôi cũng đưa luôn lên hình ảnh để các bạn xem. Nó gồm hai bìa. Giá mà chúng tôi đang chào bán đưa đến quý vị, cô bác và các anh chị là 3 tỷ 100 triệu. Và đương nhiên có thương lượng cho quý cô bác anh chị quan tâm. Thì cô bác anh chị nào mà cảm thấy phù hợp với cái mảnh đất này về đây đầu tư xây dựng hoặc là sản xuất kinh doanh thì hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi Long Việt, số điện thoại 085 928 7777, số của anh Tuân Sport 0964 320888, và số của chú Hà, số điện thoại. Vâng, số điện thoại bao nhiêu ạ? Vâng, số điện thoại của chú Hà 0976 375 375. Rất mong quý cô bác anh chị hãy ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa bằng cách bấm like, share, đăng ký và ủng hộ chúng tôi ra tiếp những video về bất động sản phục vụ quý cô bác và anh chị thật là nhiều. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị. Để đi cạnh diễn viên điện ảnh Trần Hà, Trần Hà Computer.